cái siêu phẩm phải nói rằng là rất là nhiều các bác đang đón chào. Đã cách đây 3 tháng trước là mình lên cái siêu phẩm máy hàn Mazula mà khách là đặt quá trời luôn và hàng hóa là không kịp. Và hôm nay là mình lại về cái siêu phẩm máy hàn thương hiệu của Mazula. Con máy này thì nó thật cực kỳ là nó cải tiến rất là đẹp so với cái mẫu trước mà mình đã bán ha. Với cái giá của nó rất là tốt và cuối video thì mình sẽ báo giá cho các bác ha. Rồi, siêu phẩm máy hàn. Các bác thấy không? Nó cải tiến cho mình rất là đẹp về cái phần thùng. Thì nó in offset ha, rất là đẹp. Mazula, sử dụng công nghệ inverter ha. MMA200 mini. Con này thì nó chỉ xài từ dòng 3 ly 2, 2 ly rưỡi. Nhưng mà nó chỉ xài chuyên nghiệp là 2 ly rưỡi thôi ha. Đây, đây là về cái 1 ly 6, 3 ly 2 ha. Đó, về cái thông số kỹ thuật thì nhà máy họ sẽ đưa ra ở đây ha. Rồi thì bây giờ cũng khui cái máy ra xem thì thằng Mazula này nó cải tiến những cái linh kiện, những cái phụ kiện đi theo máy thì rất là đẹp nha. À, mà giá thành nó lại rẻ. Một cái sách hướng dẫn sử dụng này, một cái phiếu bảo hành chính hãng của sản phẩm là 2 năm bảo hành này, đổi mới trong vòng 30 ngày đầu, thương hiệu Mazula ha. Và đi kèm cho mình này. Rồi, đi kèm cho mình là một bộ dây hàn kẹp mát này, cũng khá là xịn sò hơn đợt trước ha, 2m ha. Rồi dây mát này, 2m luôn. Rồi, rồi có đi kèm cái mặt nạ hàn này. Ok luôn, mặt nạ hàn này. Rồi. Rồi đi kèm cho mình là có cái búa gõ sỉ luôn ha, nó đầy đủ phụ kiện cho mình này, búa gõ sỉ này. Rồi, phần chính vẫn cơ bản là cái máy này nó cải tiến rất là đẹp về cái mình thấy thì nó in rất là đẹp luôn này. Đấy, màu thì màu đỏ này. Đó. Sơn tĩnh điện này rất là đẹp so với cái mẫu trước này. Dây nguồn thì mình thấy là dây rất to ha, dây cực kỳ to ha. Đó, sản phẩm thương hiệu Mazula này. Đồng hồ hiển thị LED này. Con này thì nếu mà các bác xài gia đình này, hoặc là các bác mà xài bên ngành quảng cáo mà leo trèo cao, với trọng lượng máy thì nó khoảng tầm 2kg trở về ha. Rồi, và chiều dài của con này thì mình sẽ đo cho các bác xem luôn ha. Đây, chiều dài của cái máy này nó chỉ có 22cm thôi. Đấy, 22cm. Đấy, thì các bác lưu ý cho em 22 ha. Và chiều của nó, chiều ngang của nó chỉ có 9cm ha. Và chiều cao của nó chỉ có 15 thôi. Đó, thì máy này nó gọn. Nói chung là máy này mình bỏ cốp xe đi thoải mái luôn. Nó cực kỳ gọn ha, nặng khoảng tầm 2kg ha. Cho nên là các bác xem clip cho kỹ, là khi mà đặt hàng về thì các bác đã bảo sao là máy nhỏ thế. Nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha. Con này nó rất là bền và xài que 2 ly rưỡi nha các bác. Về cái cấu hình của nó thì em cũng đã tháo sẵn cho các bác xem này. Đây, cấu hình của em nó đây, em mình đã tháo sẵn rồi. Đó, nó xài ha, nó xài biến thế hàn ha. Đấy, của nó là dây đồng 100% này ha. Hai tụ 330 microfa, hai con IGBT nằm ở dưới này, hai con diode ha. Và cái thanh nhôm tản nhiệt rất là dày. Con này này về cái bo mạch mình thấy nó làm rất là liền lặn ha, rất là đẹp. Với cái tầm giá rất là rẻ ha, tầm giá cực kỳ rẻ luôn. Rồi, cấu hình của máy đây rất là ok nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành là mình sẽ kéo đũa hàn 3 ly 2 cho con máy hàn thương hiệu của Mazula này cho các bác trên sắt dày nha, trên sắt dày để kiểm chứng cái độ sức mạnh của con máy hàn này. Đây là một trong những cái máy mà mình thấy là bán rất là yên tâm, bởi vì lúc trước là mình đã bán một lô rồi ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ test cho các bác xem con máy với đũa hàn 3 ly 2 này nhá. À, nó gọn gọn, nó dễ thương lắm ha. Nhìn nó rất là đẹp. Khi các bác nhận máy thì chắc chắn là các bác sẽ vui vẻ xuống tiền thôi. Rẻ lắm nha, vừa rẻ vừa hàng chính hãng nữa. Đấy, cho nên là xài rất là yên tâm. Rồi bây giờ thì mình sẽ kéo đũa hàn là 3 ly 2 ha. Đây các bác. Đấy, trước khi làm việc thì cũng phải trang bị bao tay, kính bảo hộ đầy đủ ha. Đấy. Có, con này nó ăn mắt rất là nhanh nha. Này, ăn mắt cực kỳ nhanh, nó thả cái là nó ăn này. Kinh không? Đó, hồ quang nó ăn cực kỳ lẹ nha. 3 ly 2 chấm bong là ok anh em nha, chứ con này thì nó không chuyên đâu nha. Ok đấy, hàn rất là êm.
ok nhá. Ba ly hai ok ha, ba ly hai. Con này thì nó là chuyên que 2.5 ly thôi, nó là dòng chuyên que 2.5 ly, nhưng mà ba ly hai thì mình vẫn kéo vẫn chấm bong nhưng mà không có nhiều ha. Này nó lóc này, này các bác thấy nó lóc chưa? Các bác thấy nó que hàn nó lóc chưa? Nó quá đã luôn, thật sự là nó quá đã, nó lóc này. Nó đã, ok, này xài được à? Rồi bây giờ mình kéo thêm que hàn ba ly hai ha, cho các bác xem nhá. Đấy thì hàng về là các bác cứ test thoải mái cho em. Hàng về là các bác cứ kéo, cứ test thoải mái cho em như clip này. Đấy, clip quảng cáo như thế nào thì mình sẽ test như vậy nhá. Rồi mới mới thanh toán tiền ha. Này, con này ngon ạ. Con này vào phát là ăn này. Đây, mọi người thấy không? Mồi, mồi rất là nhạy nhá. Đó, rất là nhạy luôn. Rồi, rất là nhạy. 3 ly 2. Mình thấy là con này xài được, nếu nói chung là để mà chấm bong 3 ly 2 thì ok, nhưng mà anh em mà xài que 2 ly 6 thôi ha. Que 2 ly 6 thì rất là ngọt ngào rồi. Đó. Quá đã nha. Hồ Quang là nó ăn rất là đều nha các bác. Ha, rồi, 3 ly 2 ha. Rất là ngọt ngào. Hầu như thì mà 90 đến 80% là các bác đều sử dụng gia đình ha, đều xài que hàn là 2 ly 6 trở về thôi. Còn 3 ly 2 thì chỉ có những anh em thợ mà họ làm kết cấu nhà lớn thì người ta mới xài thôi. Chứ còn ra ngoài ra bình thường thì hầu như toàn 2 ly rưỡi thôi. Và với con máy này thì nếu mà mình xài que 2 ly rưỡi thì rất là ok, rất là đảm bảo ha. Bảo hành 2 năm sản phẩm và đổi mới trong vòng 30 ngày đầu ha. Rồi thì các bác cũng thấy là mình kéo đũa 3 ly 2 rồi là 2 ly rưỡi ha. Rồi một cái siêu phẩm máy hàn đầy đủ phụ kiện như thế này nhá. Bao ship về tận nhà là 750 ngàn ha. Rồi giá là 750 ngàn. Và giá niêm yết giá bán 750 ngàn. Hãy bao ship cho các bác về đến tận nhà ha. Rồi, nếu như mà các bác có như vậy là cái chương trình thì sẽ hỗ trợ các bác là mua kính hàn 50 ngàn ha, là 800 bao ship cho các bác kèm cái kính hàn điện tử auto. Kính hàn này thị trường đang bán cả 100.000 một cái rồi ha. Thì giá máy đi kèm đầy đủ phụ kiện 750 ngàn, mua thêm kính hàn 50 ngàn, còn lại đúng 800 ngàn là bao ship về tận nhà tặng thêm cái kính hàn ha. À, giá rất là tốt cho các bác trong video này. Thương hiệu Mazula MMA 200 mini nha. Bảo hành cho mình lên đến sản phẩm là 2 năm. Ngoài máy hàn ra thì bên mình còn có rất là nhiều sản phẩm nha các bác. Cho nên các bác hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất ha. Đây, đây là những cái siêu phẩm ở bên mình về hàng này, rất là nhiều, đặc biệt là đầu nổ này ha, máy bơm này, rồi máy xăng này, máy phát điện này, rất là nhiều sản phẩm bên mình rất nhiều. Rồi xin được chân thành cảm ơn các bác rất nhiều. Hôm nay cũng là ngày 25 rồi, chuẩn bị cuối năm, chuẩn bị để như vậy là hết năm, chuẩn bị đón Tết rồi ha. Rất là cảm ơn các bác đã luôn đồng hành và luôn ủng hộ mình trong suốt mấy năm vừa rồi ha. Rồi xin được cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa xin được cảm ơn và hãy đăng ký kênh để cập nhật video mới ha.
Các bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ số hotline trên màn hình. Và bây giờ thì mình cũng xin kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.